Hương Thơ và chương trình Người Việt và Cuộc Sống xin kính chào quý vị. Hôm nay Hương Thơ xin mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện của Hương Thơ với một trong những nữ diễn viên kỳ cựu của miền Nam Việt Nam và cũng là một minh tinh màng bạc huyền thoại của điện ảnh Á Châu cũng như quốc tế. Thưa quý vị, một người đã đạt được nhiều giải thưởng quan trọng và sau đây mời quý vị nghe câu chuyện Hương Thơ với người nghệ sĩ mang tên Kiều Trinh. Mến chào cô Kiều Trinh. Dạ thưa chào Hương Thơ, xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, thưa cô Kiều Trinh, một buổi chiều chủ nhật rất là đẹp, được đến gặp cô trong ngôi nhà ở thành phố Huntington Beach. Và cái cảm nhận đầu tiên khi bước vào từng cái góc vườn, từng cái chiếc ghế, từng cái tượng đá mang hình một người phụ nữ, có lẽ là phải người miền núi không cô, cho Hương Thơ cái cảm giác rất là êm đềm và tĩnh lặng. Hôm nay chúng ta sẽ nói nhiều về Kiều Trinh, về điện ảnh và đời sống và trong căn nhà đầy ắp những kỷ niệm của cô, có được không cô? Dạ, mời Hương Thơ. Dạ. Vâng, thưa cô có thể cho Hương Thơ một tí biết giây phút đầu tiên về những cái góc vườn có cái lu nước và cái tượng đá của người đàn bà đó, cô có thể nói thêm chi tiết về những cái hình ảnh ở phía ngoài của căn nhà của cô trước khi chúng ta đi sâu vào căn nhà đầy kỷ niệm. Dạ, tôi cũng rất là ngại ngùng khi mà phải nói về mình hay là cái nơi chốn mình ở. Nhưng mà như Hương Thơ có đề nghị nhiều lần rồi đó, thì chắc là tụi mình cũng có cái duyên là được chia sẻ với nhau. Thì thưa Hương Thơ, vâng, tôi ở đâu đó thì tôi cũng tạo ra một cái thế giới của mình. Nhiều người cứ tưởng là Kiều Trinh hay đi ra ngoài nhiều lắm, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Tôi rất ít đi ra ngoài, tại vì mỗi lần mình đi đó thì nó là đám đông hay là có chụp hình để lại chỗ này chỗ nọ kia, thì người ta cứ tưởng là Kiều Trinh ở mọi nơi, đều có mặt tại mọi nơi. Nhưng mà cái đó nó chỉ xảy ra 2-3 tháng một lần hay là vài tuần lễ mới có một lần. Thế còn ngoài những cái buổi như thế thì Kiều Trinh ở đâu? Thì thương thơ đó là Kiều Trinh lui lại với cái thế giới của mình. Thế giới của mình tức là cái nơi chốn Kiều Trinh ở. Mà mình ở đâu đó thì mình cũng tạo cho nó một cái ngôi nhà, dù rằng nó nhỏ lại, nó được thu hẹp lại, nhưng nó vẫn là đầy ắp những cái kỷ niệm của ngôi nhà hồi xưa của bố mình ở, và mang đầy những cái hình ảnh của Hà Nội, của quê hương. Vâng, và Hương Thơ được biết là cô đã thu nhỏ cái bảo tàng viện của ngôi nhà cũ vào cái bảo tàng viện nhỏ hơn, nhưng Hương Thơ cảm nhận những cũng đầy ắp kỷ niệm, giống như cái mảng tường ở phía sau lưng cô có rất nhiều hình ảnh mà như là một nói lên cái quá trình sự nghiệp điện ảnh của cô từ trong nước đến Hollywood. Cô có thể kể lại một vài kỷ niệm từ những cái mảng tường kỷ niệm này bên cạnh cô không? Thương thơ, cái mảng tường này nhỏ quá mà hình ảnh với kỷ niệm thì rất là nhiều. Cả một cái chặng đường dài như vậy đó, Kiều Trinh rất quý kỷ niệm, rất quý bạn bè, rất quý những người mà mình đã được có cái cơ may làm việc với. Thành ra đây nó chỉ là một số hình ảnh tượng trưng của những cuốn phim mình đóng, hay là những giải thưởng mình nhận được, hay là các bằng hữu mà trong cuộc đời mình đã được may mắn gặp gặp nhau. Thành nhau giữ lại để luôn luôn nhìn thấy những người mình quý mến, luôn luôn nhìn thấy những kỷ niệm tốt đẹp. Cũng như là nãy Hương Thơ có đi vòng quanh nhà, Hương Thơ có hỏi là tại sao mình có nhiều tranh của mình như vậy. Thật sự ra mình treo tranh đó, cũng không phải là mình treo cái tranh của mình đâu, mà thật sự ra là mình treo tranh về những cái tên tuổi của những người họa sĩ, những người mà mình đã có cái cơ may là được gặp họ và được trở thành bạn. Ví dụ như là tranh của họa sĩ Chóe, tranh của họa sĩ Nguyễn Trung, Nguyễn Quỳnh, Đinh Cường, hay là kể cả bức tranh của Trịnh Công Sơn. Thì đó, mình để vòng quanh nơi chốn mình làm việc ở trong nhà thì mình cảm thấy lúc nào cũng cảm thấy như là có những người mình quý mến và họ ở đâu đây phảng phất trong căn nhà này. Ngoài cái việc sưu tầm lưu giữ những hình ảnh kỷ niệm của thân hữu và của những kỷ niệm của điện ảnh hay gia đình, Hương Thơ thấy cô còn sưu tầm rất nhiều thứ, có đá nè, có rất nhiều tượng Phật,
có đồ cổ. Cô có thể nói về những cái sưu tầm của cô, còn gì mà cô chưa có sưu tầm và những cái gì gắn kết với những cái sưu tầm đó với cô? Thường thường nói cô đó thì mình nghe mình thấy ô, mình nhận thấy ô, chắc chưa có người nhận ra rằng là mình tham lam quá. Có còn cái gì mà không sưu tầm nữa không? Sách thương nữa. Thương thưa vâng, tại vì như mình nói đó, mình ở trong cái căn nhà, cái thế giới của mình rất nhiều. Mình dùng nhiều thời gian đó, trong căn nhà mình. Không có phải lúc nào mình cũng được cái cơ hội mà xuống biển, lên rừng, leo núi. Cho nên là mà mình thích những cái đó lắm, thích biển, thích núi, thích rừng. Cho nên mình có đá dưới biển, mình có đá hoa thạch, tức là cây hoa đá đó, đá trên rừng, mình có đá núi. Thì lúc nào mình nhìn một cục đá, mình cảm tưởng như là mình đang lặn sâu ở dưới biển. Mình nhìn cái cục đá, đá núi, mình cảm tưởng như mình đang ở trên một ngọn núi, hay là đá trong rừng, giống như mình đang lạc lõng đâu đó ở trong cái rừng. Đấy. Cây cũng vậy. Mình thích, ở trong căn nhà cũ đó, thì mình có những cái cây mà toàn là những cây của Việt Nam thôi. Ví dụ như mình có những cây như cây bồ đề, hay là mình làm collection những cái loại tre, tre xanh, tre vàng, tre trúc đoạn, tre đen, hay là những cái cây liễu rủ. Mình chắc Hương Thư cũng nhận thấy là trong nhà Cửu Trinh không có trồng cây nào có hoa, tại mình cũng không có thích nhiều màu sắc lắm. Mình chỉ thích những cây trong nhà nó là một màu xanh thôi, bởi vì Cửu Trinh rất thích màu rêu. Cây xanh mà nó là xanh đó, nhưng mà nó đủ cái loại, thể loại của xanh, xanh đậm, xanh nhạt, xanh non, xanh già, mình thích lắm. Vâng, vậy là những đá và những cái bình trà, đồ cổ và những tranh ảnh, làm sao mà cô Kiều Trinh có thể lưu giữ tất cả từ Hà Nội cho tới bây giờ? Dạ, thì khi mà Kiều Trinh trở về Hà Nội để mà Kiều Trinh có một cái hội từ thiện, cái hội đó, cái hội của Kiều Trinh cùng thành lập với nhà báo Terry Anderson, thì mục đích của cái hội là xây trường tặng cho các trẻ em ở các cái vùng chiến tranh. Thì Kiều Trinh có xây một cái trường tặng cho ngôi làng của mình. Thành ra đến khi mà Kiều Trinh về cái ngôi làng ở Mọc Cự Lộc đó, tỉnh Hà Đông đó, là ngôi làng của ông nội của Kiều Trinh đấy. Thì khi mình xây một cái trường tặng lại, thì ông nội hồi xưa thì cũng làm nhiều việc cho cái làng đó lắm. Thành ra Kiều Trinh về, Kiều Trinh được may mắn là có một vài các cụ hồi xưa cũng là hàng xóm của ông nội, các cụ chỉ cho là đó, đây là cái ngôi nhà của cụ nội này, đây là cái chùa mà cụ nội đã xây cho làng này. Rồi Kiều Trinh mới xin thỉnh một số những cái tượng Phật từ cái ngôi làng của mình, cũng như là những cái ấm, những cái ấm trà, những cái đồ cổ, bộ tràng kỷ, hay là một cái bộ phản hai tấm, hay là một cái ghế tràng kỷ. Thì Kiều Trinh rất thích là được nhìn lại những cái không khí xưa như vậy của từ thời tổ tiên của mình, thời ông nội của mình. Thì mình may mắn mình được thỉnh về trở lại cho mình. Vâng, bước vào căn nhà này, Hương Thơ thấy được hình ảnh đó, và cũng như âm thanh của một thời quá khứ của cô. Còn cái mùi hương mà cô có nhắc tới là Hương Thơ tìm ở đâu trong căn nhà này? Mùi hương của quá khứ, của kỷ niệm thưa cô. Dạ. Kiều Trinh thì thật sự ra mình sanh ra ở trong một cái gia đình mà bố mình đó chỉ có thờ tổ tiên thôi, tức là đạo ông bà thôi. Thế nhưng mà khi mà Kiều Trinh bắt đầu đi học đó, thì bố cho đi học trường Tây và trường đạo, trường các sơ đó, trường đạo, nên là lúc đó mình trở thành người đi đạo, đọc kinh lúc nào cũng học trong trường sơ mà, thì bữa cơm cũng đọc kinh, đi ngủ cũng đọc kinh, chủ nhật cũng đi nhà thờ. Thì suốt cái thời gian mà bố thì quan niệm, có một thời gian Kiều Trinh xin rửa tội, thì bố có trả lời rằng là
con ơi, gia đình là đạo ông bà, thành ra bố không có cản lòng tin của con, đạo nào cũng là tốt thôi, đạo nào cũng dạy con người những cái điều tốt lành tử tế, thành ra bố không có cản cái lòng tin, nhưng mà bố đề nghị là con không có nên rửa tội, bởi vì nó sẽ khác cái đạo của gia đình là thờ ông bà. Thế thì thành ra mình không rửa tội nhưng mà rất là ngoan đạo. Thế cho đến khi mà lấy chồng thì bên nhà chồng lại là đạo Phật, mà bà cụ bà mẹ chồng đó thì lại rất là sùng đạo Phật và đi chùa, đi lễ bái rất là nhiều. Dần dần mình hấp thụ theo cụ nhiều rồi mình hấp thụ cái đạo Phật, và từ đó thì đi mình tìm hiểu và trở thành cho một người nghiêng về đạo Phật. Thế cái nhà cũ của Kiều Trinh ấy, mình nghiêng về đạo Phật nhưng mà mình cũng không phải là người mà năng đi chùa đâu. Ở nơi nào Kiều Trinh ở cũng vậy, cũng đều có một cái góc nhỏ, một cái nơi thờ riêng, và ngay cả cái ngôi nhà cũ đó, có cả một cái am ở trong vườn nữa. Thế nên hàng ngày mình xuống cái am của mình, hay là mình thắp nén nhang ở một cái góc tượng Phật nào đó của mình, chứ mình cũng không có phải là người mà năng đi chùa. Đó là mùi hương của chầu nhang. Vâng, thưa quý vị, đến đây Hương Thơ xin được tạm ngưng một vài phút, và một lát nữa đây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một nhân vật mà nghệ sĩ Kiều Trinh đã nhắc tới rất nhiều trong cuộc nói chuyện này, đó là người bố của cô.